Con gái à? Bình chua, bình chua, bình chua. Bình chua, bình
Con đi xa rồi nhá. Con đi xa quá. Vâng. Con đồ cơm. Vâng, con đồ cơm. Thank you.
Bà ngoại đến này Nhi ơi. Ông vừa ra, vừa. Đi được lấy không? Hơi đại.
Nhi vui không Nhi? À, hôm nay có ông bà đến con vui không? Có chứ. Dạ. Có. Có. Dạ. Thế nào ông bà ngoài này chuẩn bị Tết đến đâu à? Cũng chưa chuẩn bị nhiều lắm. Ừ. Khó hơn trước phải không? Cứ vững mà. Ông bà uống nước đấy. Vâng, để em. Ông bà ngồi chơi nhá, để con đi nấu cơm nhá. Con đang nấu rửa cơm. Con làm gì cứ làm. Mời hàng bà sẽ nhau đi. Bố đi nấu cơm nhá. Vâng, em mời ông bà. Em mời ông bà uống nước đi. Vâng. Bà mời con uống nước nhá. Em mời ông nước đi. Em mời bà uống nước đi. Vâng. Không to nó mà mà. Ở đây nhá. Đó đấy, cái này ăn Tết xong qua qua tầm cuối xong đi. Con chua rồi, đói. Ôi. Đưa nước ông ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con vịt của nhà đấy mẹ. Béo nhỉ Tuân. Béo lắm. Mẹ đi chợ về Nhi ơi, mẹ đi chợ về này. Nhi, mẹ đi chợ về kìa. Đi chợ về đi. Đón mẹ đi. Con mẹ. Ông bà đến chơi con có vui không? Không. Thế bây giờ? Bà hai đi bán xương cái thủ tục ấy. Thank you.
xuống đây. Chó à con? Con chó là chó em. À, con chó của em. Con đây theo bảo hỏi nhiên cơm nhá. Hôm nay có món đặc sản. Ôi là, rượu ngon quá nhỉ. Rượu atiso đấy. Cả năm ngâm bình rượu để uống Tết ấy. Hôm nay là khao ông bà nội, ông bà ngoại. Đi đây. Này, đi cầm này, đi ăn. Thịt xô này chắc là cái nhân của nó. Vâng, đây là cái lõi, à, thịt mà. Con là bộ. Xin nhá. Đây, con chúc sức khỏe, hay không? Mời bố mẹ ăn cơm. Mời hai bà này. Bố mẹ ăn cơm nhé. Mời ông nhé. Mời mấy nhiên ăn cơm nhá. Mời ông bà ăn cơm đi. Con ăn cơm. Các con ăn cơm. Em mời ông bà. Em mời ông bà ăn cơm nhá. Mời bà ăn cơm nhá. Bà mời con cơm nhá. Em ăn cơm đi ạ. Bà đi bà. Vâng, bà. Mời ông đi. Vâng. Dạ, ngon hết nhỉ. À, cái nước chấm này là con làm để chấm vịt thôi. Như là chấm với rau củ quả hay có được không? Đi mời ông bà ăn cơm chưa? Đi mời ông bà ăn cơm. Giỏi quá. Xin nhá. Bà ăn đi mà. Vâng, bà em. Không tin nhất nhá. Ui, vâng, bà. Ngon quá. Rồi, con mời mẹ. Mẹ xin. Mẹ có đây. Mẹ ăn đi, mẹ ăn nhiều vào. Con gái ăn gì nào để bổ gấp cho. Con ăn còng rồi. À, con ăn còng à. Có còng rồi. Giỏi quá nhỉ. Đúng rồi, ngon quá, Nhi giỏi nhé. Mầm mầm nhá. Thôi, năm mới sắp đến rồi, chúc ông luôn luôn mạnh khỏe nhá. Vâng, năm mới em chúc ông bà luôn luôn mạnh khỏe. Đấy, phải xem. Đây à, rượu ngon đấy. Rượu đậm đà đấy. Vâng. Ừ. Rượu men lá. Ngon quá. Cho bà xin miếng, bà xin. Cho bà xin, có đây cho bà.
Vui quá nhỉ. Em mời bà. Vâng. Bán đi. Vâng, đây em có. Ừ, đúng rồi. Mày hai bà ăn đi. Vâng. Mày ăn tự nhiên đi ạ. Vâng. Ông ăn đi. Bán đi bà ơi. Vâng, cậy em. Ông bán nhiều quá nhá. Món làm sườn này ngọ mà con làm ngon lắm. Món này ngon, bà ngoại ăn ngon. Đi. Ăn rồi, mẹ ăn rồi. Các bạn ăn cơm đi con. Các bạn ăn đi không? Các bạn đi ăn cơm. Tôi mời bà miếng. Hôm nay Nhi vui quá nhỉ? Vâng. Con Vân ạ, em mời bạn. Mời mời ngon nha. Bán đi bạn. Hôm nay có cả ông bà nội, ông bà ngoại Nhi vui quá nhỉ? Con có ăn đâu. Nó lên cơm nhá. Nào. Cho ăn cơm nhé. Cho ăn cơm nhá. Nào, ra đây nào, ra đây nào. Nhỏ con yêu nó đi. Ăn ngoan nhá. Hôm nay gia đình sum họp bữa cơm rất là vui, có cả ông bà ngoại ở xa cũng đến. Thì cũng sắp sang năm mới rồi. Cho tôi có lời chúc sức khỏe hai ông bà nhá, sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe nhá. Bây giờ thì cũng đến lúc rồi, như là bố mẹ phải về nhà. Thì các con ở lại thì cố gắng mà làm ăn nhá, bảo ban nhau năm hết Tết đến rồi. Đấy. Để như thế là đón một cái Tết năm mới làm sao cho nó vui vẻ. Xin tạm biệt hai ông bà nhá. Vâng. Chúng tôi xin phép đi về trước một tí nhá. Vâng. Sang năm mới mà chúc sức khỏe ông bà sang năm mới mạnh khỏe. Vâng. Hơn năm cũ làm ăn gặp nhiều may mắn. Vâng. Và sức khỏe dồi dào. Vâng. Tôi xin tạm biệt hai ông bà đây nhá. Em chúc bà sức khỏe ông bà nhá. Sang năm mới là vạn sự như ý. Vâng. Sức khỏe là thật khỏe mạnh. Để chồng con chồng cháu cho các cháu. Vâng. Con đi làm ăn. Vâng. Cảm ơn ông. Xin tạm biệt hai ông bà đây. Chúc sức khỏe bà nhé. Chào bà nhé. Bye bye. Bye bye. Bà Ly. Bà Nhi nhá. Vâng. Để con xách ra cho bụi. Bye bye nào, ông bắt tay con nhá. Ngoan ngoan nhá. Thơm nạp phúc mà. Ui dồi ôi, nhiều quá nhỉ, thơm quá kìa. Ông đi về nhá. Bye bye nhá. Bye bye nhá. Bà Tí à? Bà Tí nè. Chút nè, yêu bà Tí nè. Nhiều quá nhỉ. Bye bye ông bà đi. Bye nhá, bà về nhá. Con chú con có mấy con gà biếu mẹ về ăn Tết nhá. Bố mẹ xin nhá. Em chào ông bà nhá. Bố đi cẩn thận nhá. Thôi nhá, thế năm mới còn mấy ngày nữa là để sang năm mới thì thôi ông bà ra thì hôm nay là ăn bữa cơm có cả ông bà nội, ông bà ngoại đấy, mấy các hai đứa mấy này cháu đấy, thì thôi sang năm mới cố gắng bảo ban nhau làm ăn đấy, nhiều cái nó đi đến tốt đẹp hơn nhá. Sang năm mới thì ông nhớ chúc sức khỏe toàn thể gia đình đấy, trước mắt là ông bà nội, sau đấy là hai con mấy này các cháu đấy. Mọi cái là để dạy con cái cho nó ăn học thành người. Đấy. Sau năm mới nhiều cái sức khỏe mới. Nhi nhá. À, Nhi. Con cảm ơn ông. Ông đi. Nhi ơi. Bà chào con nhá. Nhi. Con chào bà đi. Bà chào con, bà đi về nhá. Xong mấy hôm nữa mấy cả gia đình con đi vào Ngọc Minh ăn Tết với bà ngoại nhá. Con bảo vâng. Vâng. Ừ. Hôm nào bảo bố mua quần áo đẹp vào với bà nhá. Để mua cho bà.
Ờ. Thôi nha, thế bố mẹ xin phép bố mẹ về đây. Vâng ạ. Mà chào con nha, mà về nha, bà bye bye nha. Nó yêu thế. Ông đi lấy xe đi. Hải ra mẹ bế nha, bà đi về nha. Bà ngoại về Ngọc Minh nha. Bà đi về nhá. Bà tháo bà đi. Vợ chồng con có mấy con gà biếu với lại về ăn Tết. Ông dùng cho mẹ nhiều thế. Ông bà xin nhá. Mẹ xin nhá. Con yêu ông cái nào? Yêu ông cái nào? Ui, giỏi quá. Yêu bà ngoại cái nào? Ông bà đi cẩn thận nhá. Bye nhá. Bye. Bye bà ngoại nhá. Ông bà về rồi. Ông bà về rồi. Bố bế con nha. Đi xem con gà đi. Ông bà về rồi. Ông bà về rồi.